trước cũng phải đợi. À đấy hả? À, Dạ. mình là mẹ Tại vì là bên nhà em là ai tới trước làm trước. à đúng rồi chứ không có hẹn đến đi hỏi. Dạ. Thằng ở hai tắt thằng ơi dẫn về bệnh ý là khi mua phải đi sớm. Dạ, bữa trưa thường hay vắng. Chị Loan chờ hơi lâu nha. Dạ, rồi thì chờ thì để cho em ở đây chờ hay là răng chị? À, rồi thì ngồi ra chờ. Chờ theo người nữa, tôi đến cứu mình đó. Cô này không đã lâu lét rồi nè. Cô này muộn quá trời quá đất. Hay là thôi sáng mai qua cho anh ta. Sáng mai à? Sáng mai đang mời. Mặc áo nhiều không? Nè. Không nhớ gì ơi. Đi. Vô thôi. Chị. Nhớ chưa? Làm cái màu. Để em rặn não xí nè. Rặn não đi. Làm mau muộn bán nó 4 giờ chiều rồi kêu lên đánh ngủ làm. À, trời trời ơi. Nhớ rồi, bữa hôm trước là cái xong là bữa chiều qua đó, bữa sáng qua xong bữa chiều qua. Dạ có khử thăm. Em khử thăm. Khử thăm là cái hồi xong rồi không em khử. Tới đây cho. À cái màu ra đứa đó hả chị? Đây đây được chưa? Không tự nhiên hay. Ý là không. Sức phục của thứ đó hả? Không, không. Rồi sao rồi đó? Không mà như rứa được cái chị nè, cái màu vừa rồi em nói thiệt, cái màu chị nhìn trắng đờ kính á nè, làm cái màu không lây là nhìn thấy người khác liền, tôi trải liền chị. Không nhưng mà hầu em có màu thêm nữa chị, thì hai tháng sau cũng có là cũng có lên. À, không, em không có đánh xong chị thấy chị nè. À rửa thử hả? Ý là cái màu chị thâm kinh lắm chị, rửa khoa nó khó thuộc lắm hả? Không. Rồi sao bình thường cô về nhà sao bây giờ? Rồi viên đinh vô đây cho cô lo nhìn con chút đi rồi. Đỡ nhiều hả chị? Đỡ, cái chán là thấy chân rồi. Đây, con có cái mặt, con có cái mặt thử chứ cô. Cái chán là thấy chân rồi. Không, ý là cho em ngồi đây chơi đi rồi xí làm. Làm luôn vậy kìa. Chứ mắc gì đi qua. Ngồi em ngồi. Hay chạy mình ngồi chung. Đồng cơ là cái mê lanh đó có. Đi vô đây đi. Vô đây ngồi em mất. Đang ngồi để dưới đất. Chắc mở bên kia cho thấy giường. Nằm ghê đi. Cái giờ ôi chứ cha 4 giờ còn cu nữa chứ. Chứ trời lắm cu đi trời. Thì cu ngày mai đi. Hay là mai à? Ừ, đó ngày mai phải đợi các bạn. Không, chờ ở đây cũng được rồi. Tâm. Tâm. Ở đây ngủ làm sao vậy? À, được rồi. Xa ghê đó trời. Mà chỗ em thì không có chỗ để ô tô. Đi xe máy cực nha. Nắp còn sâu. Chị, vậy sao chị đi ô tô? Vậy đi cái giờ nay thì chị đậu ở bên chị Tám á. À, được hả? À, chị Tám cho nó răng, đúng rồi. Chị đậu trước cái chùa á. Đúng rồi, đi bộ cái đấy, đúng rồi. Chào đạo mà. Chào, mấy chị Tám răng á. Chị cũng làm chị tới trung tâm chăm sóc chị Tám. Bữa nay khó lắm, bữa nay đậu xe thiệt á. Mà vô mà ngồi đây mình nóng rụt nữa. Thôi đi xe máy cho đi. Xe máy cho chắc chị rồi. Em nói thiệt á, xe em bán hết rồi. Không mệt. Em có đi đâu đâu chị. Quá cực. Đi đâu cái thông không hết mẹ nửa tiếng đồng hồ rồi. Kiếm chỗ đậu xe không, đi bộ không, ngu người. Mà thà không đi xa thì được. Là ví dụ như nhà mình ở đâu đâu á, không như ví dụ nhà chị đấy, chị đây cũng xứng đáng là đi đúng. Qua đây có chỗ đậu xe. Nó đợi hả? Bé nó đợi đâu hả? Rồi xong, thêm một người. Chỗ ông cô này chắc là cho hẹn mày phải lái hai lần cho nó. Ôi chục lần với hai. Ý là lái một lần không để lái được. Thì không có ai mà lái một lần hết trơn. Chứ thằng cô mới làm một lần mà. Ai cũng làm phải 4 lần là ít nhất là gọi là. Thì cô nhà chị là chị kêu em tại vì hắn làm lần mấy rồi. Lần. Là mẹ có
mà về vừa đầu bắt đi Sài Gòn. Không, em nói thiệt hồi trưa á, không có một người khách luôn á, điên ghê luôn á. Hắn không có một người khách luôn á chị. Mà hắn đã gì sợ rồi nè. Chắc kêu vệ lên một người. Mà ông câu bên kia nhiều không? À, chắc cũng nhanh. Lừa mấy đứa. À, tiêu hưởng. Xí nữa làm luôn à. Ừ. Cái nó 3 lần thôi chị. À, không được làm lần 4 đâu. Thế thì là 3 lần, xong 3 lần nữa là qua chạy chăm chăm. Thì cỡ 25 tháng 8 là hắn đi rầu. À à, nhớ ông cu đi rầu hôm trước nó đi đi đó, đã nằm ở giường ở giữa bên đây nè. Đúng rồi. Đúng không? Hay là giường ni ta? Ở giường ni, bên phòng ni thôi. Ni hắn nằm đây. Chị nằm trong góc đúng không ta? Ở giữa à? Nằm gần hai bà con. À, không nhớ nhớ mãi mãi. Dưới nó rồi bi nữa. À, chắc qua thêm cái nữa rồi dừng cuộc chơi. Nhà em ở gần đây không? Đúng hả? Ừ. Không thù. Ôi thôi gần đây thôi, 3-4 ngày nữa qua lại tiếp ngay chứ nhiều quá nặng đây, một lần không thể nào mà đỡ được cái đằng kia ra. Tại vì ông quá nhiều chứ không phải là... Với lại sợ ăn chịu của ông nổi á. Mấy ông đi là tôi muốn một cây nè. Nhát uống nước, nhát uống mè. Còn một bài hết. Xong xà cục mụn ta nó... Dạ màng thiệt kìa. Mà đợi chị Loan là theo là... Ồ, kêu chờ chị Loan là cực lâu á nghe. Làm sơ trước thì chị Loan qua ấy lại thôi. Nghĩa là làm sơ qua chị Loan coi lại thì được. Chứ còn mà chờ chờ chị Loan là le lưỡi á. Có le lưỡi thì... Tinh quá chị. Kệ mình phải trẻ trâu xí chị. Thì càng già là càng muốn trẻ đó chị, kiểu đó đó. Chị làm như thế, em thấy làm màu là em thấy vui rồi đó, đẹp quá rồi đó. Như ri là cái màu, chị biết ra cái màu nhìn không có bị thâm chứ không phải là nó nhìn những kiểu như là nhìn không bị thâm thôi, nhìn không có gì bật trợt nữa. Giờ chờ chị đánh son chi lên cũng đẹp nữa, chị đánh son chuẩn hơn nữa. Chị đánh sau thì thấy chuẩn hơn đúng không? Nhưng mà nhớ, nó đánh một. Nhưng mà hồi trước giờ cũng không đánh à? Ít lắm. À. Nhưng mà rất là chị để đây là mọi người khen là đúng rồi đó. À, khen. Tại vì nhìn cái mâu rồi nữa chị, em chịu không nào? Nhìn rất khó. Em nhìn mà em không nhớ ra luôn là chị biết răng rầu đó. Cái sao mâu mà. Do cái màu chữ lột ra kìa. Đỏ chót. Nhưng mà làm chị đâu có sưng chị đâu chị, thấy bình thường mà. Chỉ là thấy cái mỏ đỏ chót á, người ta cười như vậy. Chị á là một tháng nữa mới, một tháng đến hai tháng nữa là nó sẽ đẹp cho chị. Nhìn cái màu trong lắm. Mới có tuần mà. À, giờ trừ chưa nè. Mới có tuần. Ý là màu bây giờ trời nó đang bị kiểu như là đang còn thâm. Đang còn lọc lọc. Dạ. Em định đi sao mà sợ đau. Không đau tới. Không đau.
Đây nhà em làm nè. Thử thăm. Thử xăm rồi chứ không phải xăm hả? Ăn cũng mâm nậu xăm nữa. À được. Thôi. Thôi trời ơi. Ai làm viên, cái này trừ làm viên, xóa viên không kịp á. Dạ mà nhìn quê. Cứ mồm chị ơi, ai làm viên trời, bữa nay ai làm viên nè. Bữa nay xóa viên không hết luôn, xóa theo ông thấy cha chưa hết đây nè chị. Cái viên quá đơn giản rồi. Ngoài nó ăn màu nhanh lắm mà nhìn như rớt da cái viền này. Bôi chị mỡ chị con này. Ui chị đi làm lên được chắc cũng đẹp này, mông mình hồi đó cũng y đi đó hiền. Đúng không? Mông chị hồi đó y như chị này. Mà chị này còn đỡ, chị là bị đen. Chị là hơi đen hơi xí, chị này là trắng trắng kiểu mà kiểu hơi hơi ngà ngà đó. Đó chị nhìn đi đâu có biết là từ chồng từ em. Từ con em đâu biết. Hầu mới thêm gì cái nữa đánh sau nghĩ. Thì mình đỡ.